Bây giờ Kim Thanh và Huỳnh Đắc Thọ sẽ tiếp tục với cái chuyên đề là những thương hiệu cọp mát ở Hollywood có số phận như thế nào ở Việt Nam kỳ thứ 3. Và chúng tôi xin được đề cập đến một thương hiệu phải nói là gây một cái sự ảnh hưởng không chỉ ở quốc gia của nó mà gần như là trên toàn thế giới luôn, trong đó có Việt Nam của chúng ta, từ sách cho đến phim, đó chính là Harry Potter. Chị có tin là em là một người không phải là fan của series này, em coi phần 1 chưa bao giờ hết. Ngay cả truyện cũng vậy, tức là truyện em đã mua tập 1 thời xưa và em đọc mấy lần em vẫn không đọc hết được. Nhưng mà thông tin của nó thì em nắm khá nhiều, tức là người xung quanh em rất là thích. Dù em không coi nhưng mà em vẫn nhớ là mỗi cái phần nó có cái tên gì luôn á. Nhưng mà vì em không thích thể loại là phép thuật như vậy, nên nó không phải là gu của em. Nhưng mà em phải thừa nhận là Harry Potter là một cái thương hiệu điện ảnh dài năm, tính ra là 10 năm, bởi vì phần đầu tiên là ra năm 2001 cho đến cái phần 7.2 là ra năm 2011, là kéo dài đến 10 năm với tổng cộng là truyện có 7 phần thì phim nó là 8 phần, phần 7 chia làm 2 phần, với cái tổng doanh thu phim là 8,5 tỷ đô, tổng doanh thu sách là hơn 7 tỷ đô, tức là về cái thương hiệu Harry Potter không đã hơn 15 tỷ đô, mà không chỉ thành công ở Hollywood mà tất cả những cái nước có chiếu bộ phim này đều rất thành công, và Việt Nam mình gần như là sản sinh ra một lứa khán giả cuồng Harry Potter từ phim đến truyện, một cái thương hiệu mà thành công rất lớn nên được ghi danh vào danh sách những cái thương hiệu mà thành công, gần như phần nào doanh thu nó cũng cao và nó đều đều nhau, và nó đã kết thúc rồi. Ngay cả chính tác giả J.K. Rowling cũng không viết thêm những cái phần nào của Harry Potter để mà cố đắm ăn sôi thêm kể cả chuyện lẫn phim nữa, thì em nghĩ đây là một cái thương hiệu này đã có một kết thúc đẹp đẽ. Harry Potter thì nó là sản phẩm của Anh chứ không phải là của Mỹ. Dạ. Nhưng mà phim thì phía Hollywood làm, nhưng mà toàn bộ diễn viên và mọi thứ cũng làm theo cái tinh thần rất là Anh. Yeah. Nhưng mà cái sự thành công của cái bộ sách này nó khủng khiếp tới mức là từ một người mà gọi là nghèo rớt mồng tơi thì không đúng, nhưng mà thật sự là có một cái cuộc sống rất là chật vật và khó khăn như bà Rowling mà trở thành một người bây giờ gọi là tỷ phú thế giới. Yeah. Và không chỉ là cái đế chế mà về sách được phát hành và tái bản liên tục, bản quyền dưới nhiều hình thức ở rất là nhiều quốc gia, thì nó còn được làm phim, cũng tác động đến nhiều quốc gia. Và chưa kể bây giờ nó đã có một cái công viên, cái Universal mà ở Osaka là có một cái chủ đề riêng của Harry Potter luôn. Nếu mà nói về cái sức ảnh hưởng của cái tác phẩm Harry Potter này thì chúng ta phải lật lại quá khứ một chút xíu, là trước Harry Potter thì hầu như là khái niệm ở trên khắp thế giới khi mà nhắc đến cái cụm từ mà phù thủy thì đó chỉ là những người ác. Yeah. Phù thủy là không bao giờ hiền, phù thủy là đương nhiên ác. Nhưng mà chính nhờ Harry Potter nó tạo ra một cái khái niệm là phù thủy nó cũng là một cái thế giới rất là đa dạng, và có những người hiền và có những người ác ở trong tức đó. Tức là phép thuật chỉ là một cái công cụ để mà người ta học tập và người ta sử dụng, còn ác hay không là phản ánh rất rõ là do tính cách và cái mục tiêu của nhân vật. Tức là em công nhận dù em không thích nhưng mà em cũng thấy tác giả rất là hay khi mà tạo ra một thế giới có những cái chuẩn mực rất là riêng, những cái quy luật riêng, những cái giới hạn và những cái sáng tạo mà không có biên giới của tác giả được nhào nặn xây dựng từ những tiết rất là nhỏ, nên em thấy rất là ok. Kim Thanh là người đã đọc hết toàn bộ truyện của Harry Potter, mình mua luôn. Và sau khi đọc truyện xong là mình cũng coi hết toàn bộ phim. Truyện Harry Potter nó có một cái đặc điểm như thế này nè. Một quyển nó rất là dày, nhưng mà nửa quyển đầu tiên khi mình đọc mình thấy mọi tình tiết nó diễn ra khá là đều đều. Nhưng mà tầm nửa quyển trở về sau là bắt đầu nó có những cái sự kiện và diễn tiến của nó rất là nhanh và cực kỳ thu hút. Nhưng nếu mà mình không đọc nửa phần đầu hoặc là mình đọc hơi hợt á, thì mình sẽ khó lòng mà bắt nhịp. Không phải là khó lòng, nhưng mà mình sẽ không thấy đủ độ hay của phần cuối. Tại vì những cái lúc đầu tưởng là nó không có gì, nhưng mà nó chính là những cái chi tiết, những cái khía rất là tốt cho những cái phần sau. Đó là lý do cho dù cái phần đầu nó như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải ráng mà đọc mà nhớ hết. Dạ. Để cho phần sau mình mới thấy là nó cực kỳ hấp dẫn. Và khi mà truyện mà chuyển thành phim á, thì cái mà những người đọc truyện đều phải thấy là bộ phận casting rất là xuất sắc. Bởi vì khi mà người ta xem truyện đó là người ta tưởng tượng một nhân vật như thế nào, thì cái phiên bản điện ảnh là y như vậy hết, không lệch bất kỳ cái gì hết. Dạ. Em thấy là cái bạn Daniel đóng phim Daniel này thì Radcliffe. Yeah, cũng nghĩa là gần như là mọi người, những cái vai diễn của bạn sau này, dù là bạn đóng những cái phim
art house, indie, rất là khó khoe khả năng diễn xuất nữa, nhưng mà gần như là mọi người chỉ nhớ đến bạn nhất là qua cái hình tượng Harry Potter. Nhưng mà cô nàng Hermione thì lại rất là xuất sắc. Dạ, thoát vai được. Thoát vai được đó. Thì ở Việt Nam á, thì khi mà Harry Potter được phát hành thời điểm đó nó cũng tạo cơn sốt luôn nha. Ý Kim Thành nói là truyện thôi á, là nó cũng tạo cơn sốt luôn. Tới phim mà những cái tập đầu của đa phần á, là Harry Potter là lúc đó là chưa phải là rạp chiếu nhiều. Tới tập 4, tập 5 thì Galaxy mới chiếu. Còn trước đó hình như là những cái phần đầu á, là những người mà xem được phim Harry Potter là xem bằng đường băng đĩa lậu, là các VCD cho thuê ở ngoài đó. Nhưng mà phải nói nó cũng rất là hot luôn. Em thấy là ngay cả trong cái sách á, bây giờ tái bản rất là nhiều phiên bản Harry Potter là các bạn trẻ đều bán rất là tốt, là một mỏ tiền. Và cả dịch giả Lý Lan cũng là được mọi người ca ngợi nhờ dịch cái bộ truyện này. À mà nói về Harry Potter, lúc nãy là Thọ có đề cập á, là tác giả Rowling là không có viết tiếp cái truyện này. Thì đúng là như vậy. Nhưng mà bà có ra một vài quyển sách tạm gọi là giải thích thêm một số nhân vật cũng như là một số cái vấn đề liên quan, ví dụ như là trường sinh linh giá là gì rồi sao, những cái quyển sách đó. Nói chung là dậm dậm thêm về xung quanh cái thế giới pháp thuật ở trong Harry Potter, thì đó là liên quan đến series Fantastic Beasts. Tất nhiên là với cái sự thành công của Harry Potter, các nhà làm phim không thể nào mà không khai thác cái series này, dù nó chỉ có một hai quyển thành phim thì có hai phần luôn rồi. Đó là Fantastic Beasts cũng đã chiếu ở Việt Nam và phần nào hình như là cũng ăn khách hết, do là thừa hưởng được cái sức hút của Harry Potter. Thì khác với Harry Potter là phim này thì do lúc này em đã đi làm báo rồi nè, cho nên là cả hai phần em đều coi hết rồi. Về so sánh thì em không so sánh được tại em chưa coi hết Harry Potter, nhưng mà Fantastic Beasts thì em cũng không thích lắm. Chị thì sao? Chị xem Fantastic Beasts thì chị cũng không thích, bởi vì là mình cảm giác nó là một cái sự ăn theo. Nó không có được một cái sự độc đáo hay là cái sự mới lạ nào so với cái loạt Harry Potter cả. Harry Potter nó đã tạo ra rất là nhiều khái niệm mới, những cái mà từ trước giờ chưa có trong cái vũ trụ điện ảnh của riêng nó. Thật sự ngay cả những người mà thích Harry Potter thì cũng phải biết rằng là khi mà chuyển thể casting rất là xuất sắc, những cái trận đấu Quidditch rất là hấp dẫn này nọ, nhưng mà cái phần phim nó cũng không hấp dẫn bằng truyện. Cho nên khi mà Fantastic Beasts lại là một cái ăn theo nữa, cho nên nó càng giảm đi. Tức là những cái yếu tố về kỳ bí thần kỳ nó cũng không có, không còn bất ngờ nữa, không còn, mà nó cũng không có cái gì mới mẻ. Tức là nó không tạo ra được những cái điểm quá là đặc sắc so với Harry Potter. Thì có nghĩ là một phần là do vì là tác giả phải dựa trên những cái nhân vật mà đã có rồi. Tức là cái phần phim này nó đang nói về quá khứ, đúng không? Giống như là tiền truyện của Harry Potter, những nhân vật này đã xuất hiện ở trong Harry Potter rồi, bây giờ được khai thác thời niên thiếu của họ, giống như là cái giới hạn về sáng tạo nó cũng bị khoanh lại. Làm sao để cho mọi người vừa bất ngờ trong những nhân vật mà mọi người đã biết, thì em nghĩ là có thể cũng làm tác giả bị đuối về những cái. Quan trọng là những cái khái niệm ở trong hai cái phần này nó không có còn mới nữa. Người ta đã được làm quen trước đó và rồi. Cũng không có một khái niệm nào mới luôn. Ví dụ như chúng ta xem Lord of the Rings thì chúng ta rất là thích. Từ đó thì các nhà sản xuất mới làm ra những cái bộ phim về người Hobbit. Thì người Hobbit người ta đã quá quen thuộc rồi, bây giờ tạo ra thì nó lại cũng không đủ đặc sắc. Là như vậy. Hai phần này, phần 1 thì thu được hơn 800 triệu đô, phần 2 được 700 triệu. Tức là doanh thu cũng rất là tốt, nên em nghĩ là chắc là thương hiệu này vẫn sẽ còn những phần sau nữa. Kim Thanh thì nghĩ là Harry Potter hay là Fantastic Beasts á, đường còn dài, mình không biết như thế nào. Có những cái mình tưởng là xong rồi, nhưng mà đùng một phát là nhiều khi cả 15-20 năm sau họ mới làm tiếp. Giống như là Terminator đó. Sau một khoảng thời gian rất là dài tưởng đâu không làm nữa, xong cuối cùng tự nhiên làm tiếp theo. Toy Story là cũng vậy nè. Vậy cũng tốt, miễn là nó là phim hay thôi. Chúng ta sẽ đến với một cái loạt khác, đó là Despicable Me và Minions. Thì Despicable Me là loạt phim chính. Và khi mà cái phim mà nó được chiếu ra, đặc biệt là các bé rất là thích các chú Minions. Thì nó mới phát sinh ra một cái trường phái phái sinh là những phim riêng về Minions. Và gần như là mọi người khi nhắc đến cái loạt phim Despicable Me này thì gần như bây giờ mọi người toàn gọi chung là Minion cho nhanh. Tức là những cái con ban đầu chỉ là những cái con mà châm vào cho phim nó thêm màu sắc, thêm dễ thương. Giờ nó đã trở thành những cái con nhân vật chính, những cái linh vật mới trong cái thế giới giải trí, những cái hình tượng mà em bé, người lớn đều thích. Và rõ ràng là cái thương hiệu khi mà Minion ra phần phim riêng là nó đạt được tới hơn 1 tỷ đô la doanh thu toàn cầu, thì sức hút của nó rất là lớn.
Và ngay cả bản thân Kim Thanh là một người rất là lớn tuổi rồi, nhưng mà mình thấy cái chú Minions mình còn thích nó như nít. Dạ. Yeah. Và đây cũng là một phim mà không chỉ thành công ở Hollywood mà rất thành công ở Việt Nam. Và em cũng là rất là thích cái series này. Em có một cái điều cảm thấy mắc cười với lại cái series này, tại vì khi mà phần đầu tiên ra mắt ở Việt Nam á, thì mọi người cũng biết Despicable Me có nghĩa là tôi là người xấu, còn một cái câu tuyên ngôn như vậy. Mà ở Việt Nam khi ra mắt thì đặt tên theo cái nội dung của phần 1, đó là kẻ cắp mặt trăng. Thế là vì cái đó mà những phần sau đều phải đặt là kẻ cắp mặt trăng 2, kẻ cắp mặt trăng 3, dù hai phần sau Ru không còn đi ăn cắp mặt trăng nữa. Người ta đã làm chuyện tốt rồi mà vẫn cứ kẻ cắp mặt trăng hoài. Em nghĩ đây cũng là một cái trường hợp mà khá thú vị để mà những người đặt tên phim nên lưu ý. Nhiều khi đặt xong nó sẽ vận được nguyên một bộ phim luôn. Thật sự là những cái phần sau này nó ăn là nhờ những chú Minions thôi, và do đối tượng là thiếu nhi á, cho nên là các em các bé là nói chung không có khắt khe như là người lớn khi thưởng thức phim. Chứ mà rõ ràng chúng ta cũng thấy là những cái phần sau của Despicable Me hay là Minions nè thì không còn hay như phần đầu nữa, nó mất đi cái tính sáng tạo và cái sự hấp dẫn cũng không còn nữa. Mấy nhà làm phim nghĩ, em nghĩ chắc cũng biết á, họ chắc không quan trọng đó lắm, họ chỉ cần cung cấp được cái mà người ta cần nhất khi xem Minion, đó là mấy con này nói chuyện nhố nha nhố nhăn như thế nào là cũng thấy vui là được. Đó thì đó là lý do mà chúng ta lại sắp có phần tiếp rồi đó. Là đây cũng là một phim bất ngờ đúng không? Lúc giống như gần như sau cái phần 3 của Despicable Me xong mà không hề thấy thông báo với phần tiếp theo. Mà đùng một cái năm ngoái là thông báo là có cái có luôn cái trailer luôn, ra luôn trailer về cái phần 4, cái phần Minion thứ 2 nó sắp ra vào năm nay. Thì nói như vậy Kim Thanh mới chợt nhớ là Thọ không có đưa một cái series mà có một cái tương tự vào đây ở trong cái số này, thì có thể là cái phần 4 chúng ta sẽ tiếp tục. Đó là cái loạt phim Ice Age đó. Là... À đúng rồi, em quên mất. Đó, ISA là gọi là gì? Kỷ Băng Hà. Kỷ Băng Hà đó. Cái câu chuyện của nó là về một đám thú vật đúng không? Yeah. Nhưng mà có một cái con sóc rất là lạc loài, nhưng mà ai cũng rất là chờ đợi đó. Thế là nó có cái phần riêng của nó luôn. Bây giờ mọi người cũng rất là chờ đợi để được xem lại cái con sóc đó nó như thế nào. Một cái thương hiệu tiếp theo là một phim hoạt hình nữa, là phim Incredible. Thì phim này ở Việt Nam mình nổi tiếng với tên là Gia Đình Siêu Nhân. Thì đây là một phim em rất thích, và cũng là một phim mà có cái kiểu là tự dưng lại ra một cái phần thứ hai. Phần thứ hai là ra mắt 2018, thì 14 năm trước, tức là năm 2004. Tức là phim này ra năm 2004 thì xem rất là hay, rất là bất ngờ. Thì sau này tìm hiểu thì mới biết là Incredible ban đầu nó là được phát triển như là của hãng hoạt hình của Warner Bros, mà sau đó thì hãng này đóng cửa cái mảng hoạt hình, thì bên mới đem qua bên Pixar. Và đây là cái phim thứ tư của Pixar làm, và còn đạt luôn giải Oscar. Thì cái chất lượng của nó là lúc đó là em rất là mê, em coi đi coi lại và không thấy phần thứ hai đâu, cho đến khi mà mình lớn rồi, 14 năm sau là một khoảng thời gian mà rất dài, tự nhiên ra phần thứ hai. Cho nên lúc đó kiểu như cũng háo hức, nhưng mà kiểu như em cũng không tin á. Tức là khi đó mình đã xem quá nhiều những cái phim mà ăn theo cái thương hiệu rồi để làm ra những cái dở dở, nhưng mà coi thì là bất ngờ lại là một phần hay khác, và doanh thu của phim này cũng hơn 1 tỷ đô toàn cầu, và em thấy rất là xứng đáng và mong có phần thứ ba. Cái phần hai cũng ok, nhưng mà nó đã cũng giảm chất lượng so với phần một chứ. Đúng rồi, nhưng mà em thấy tức là nó không có quá làm mình không thấy làm mình thất vọng. Mình em vẫn thấy hay, cũng có thể là do lâu quá mình không xem, cho nên là mình xem lại cái phần hai mới thì mình thấy nó hay. Cái phim này thì sẽ tiếp tục có phần tiếp theo. Em thấy hình như là cái phim này ở cái thị trường mà chiếu rạp Việt Nam nó lại không có mạnh mẽ lắm. Chị có thấy vậy không? Em nghĩ có thể là do phần 1 là cái lứa của mình đã già rồi. Thì những cái lứa trẻ mà bây giờ đang doanh thu chính ở ngoài rạp thì gần như là không có nhiều người biết cái phần trước này, và cái nét vẽ cũng không phải là kiểu thu hút á. Tức là đây là cái phim đầu tiên của Pixar mà có tạo hình nhân vật là con người. Nhưng mà thật ra cái tạo hình mà không phải là con người thì mới là hấp dẫn với lại trẻ em. Đó, cho nên em nghĩ đây cũng là một cái điểm không có mạnh so với là cái giới trẻ ở Việt Nam. Cái nguyên nhân Kim Thanh nghĩ là do cái hệ thống rạp, khi mà Việt Nam có hệ thống phim chiếu rạp á thì nó cũng mới đây thôi. Cho nên là những cái bộ phim nào, những cái loạt phim nào, cho dù có hay đến cỡ nào đi chăng nữa, mà nó xuất hiện trước cái thời mà có hệ thống rạp mà đông đảo như bây giờ, thì bây giờ những cái phần tiếp theo của nó đều không có được chú ý lắm. Tại vì các bạn không biết. Đúng rồi, tức là nếu họ chưa được đó, đi ra rạp để coi, thì họ gần như là sẽ là cái phần tiếp theo là sẽ bị yếu thế. Họ chỉ lựa chọn những cái bộ phim mà giống như là họ đã biết
từ khi mà họ đi xem rạp rồi, yeah. Bây giờ họ mới xem tiếp thì họ mới hiểu được. Đó là lý do tại sao mà Terminator, cái phần tiếp theo, những cái người mà ví dụ như là Kim Thanh á, đã xem rất là nhiều phần trước đó, mình xem lại mình cảm thấy rất là xúc động, yeah. Khi mình thấy những cái nhân vật cũ, đặc biệt là bà Sarah, yeah. Nhưng mà các bạn mới thì các bạn chỉ xem đó như là một cái bộ phim hành động đơn thuần và cũng không phải là quá hoài. Đúng rồi, những người xem Terminator phần 6 vừa rồi cảm thấy không có được cái sự liên kết với phần 2 giống như mình xem cái phần đó từ năm 91, chính xác thì năm đó em mới đẻ ra, em chưa coi, sau đó mấy năm em mới coi. Ý là nó quá lâu và cái phần 6 này dù nó mới tinh nhưng mà nó vẫn link được với cái phần đó nên mình xem mình rất là hoài niệm. Còn những người mới thì nhiều khi xung quanh em còn chưa bao giờ xem, họ chỉ mới xem những cái phần dở dở như là phần 5 nè, phần 4 thì họ xem mà không thấy hay. Họ không có hiểu cái nguyên nhân đâu mà ra. Từ cái điều mà Thọ vừa đề cập á, cho nên là Kim Thanh mới muốn dẫn đến một cái loạt phim này. Cái loạt phim này mặc dù á, cái phần đầu tiên của nó là từ tận năm 1962, nhưng mà tới bây giờ ở trên thế giới lẫn Việt Nam mọi người đều thích. Tại sao? Tại vì cái khoảng cách nó làm nó ngưng nghỉ á, nó không có quá xa. Có một thời điểm thì nó cũng ngưng một số năm thật, nhưng mà khoảng cách đó vẫn làm dễ cho người ta nhắc nhớ. Kim Thanh đang đề cập đến loạt phim về điệp viên 007 James Bond. Em thấy đây là cũng là một cái ví dụ về cái thương hiệu thành công mà cái mô hình nên được khai thác như thế này, tức là đổi diễn viên nè, tức là người đóng vai 007 không phải là một người mà cái nội dung cũng không hẳn là liên kết với nhau. Nó giống như là một cái series nhiều tập, mỗi tập là một câu chuyện và chỉ có nhân vật trung tâm là James Bond. Nhà làm phim họ cũng sẽ dễ xử lý hơn, dù là đưa cho một ekip khác, một đạo diễn khác, thì chỉ cần nắm được tinh thần của James Bond thì họ sẽ gần như họ sẽ làm một bộ phim độc lập, thừa hưởng một cái nhân vật đã có tiếng tăm, đã có thành tựu sẵn. Thì rõ ràng là nó có rất là nhiều yếu tố thành công. Cũng công nhận là có rất là nhiều phim trong 24 phần phim đã ra mắt của James Bond là có chất lượng khá là tốt. Em rất là thích cái phần Casino Royale. Casino Royale. Kim Thanh xem James Bond là hình như là từ cái thời mà của ông Harrison Ford đó. Yeah. Thông qua VCD này. Yeah. Rồi là các rạp nhỏ nhỏ như là ở Nhà Văn hóa Thanh niên hay là rạp Lý Chính Thắng. Rồi sau này thì những cái phần tiếp theo thì bắt đầu mình xem ở rạp lớn. Còn cái thời điểm trước đó thì cũng chỉ xem vài phim thôi. Những cái bộ phim mà kiểu mà giải trí hành động đơn thuần như vậy á, thì cái thời gian mà nó cách mà càng xa thì mình sẽ càng thấy ít hấp dẫn hơn. Giống như cái thời điểm đó thì nó ra thì mình xem sẽ thấy hấp dẫn, nhưng mà ví dụ 10 năm mình quay lại mình xem thì mình sẽ thấy nó bình thường. Nói chung là em thấy chiến lược của cái nhà sản xuất cũng rất là tốt. Như từ khi mà họ đổi Daniel Craig đóng vai James Bond từ cái phần Casino Royale là năm 2006 á, đến giờ thì gần như là cái phần đó là có chiếu rạp ở Việt Nam. Cho nên là gần như là một thế hệ khán giả mới, họ đã biết đến James Bond qua những cái phần phim mới này. Cho nên là tiếp tục cái nhiệt nó được duy trì từ phần này qua phần khác. Dù có cái phần khá là dở của Daniel Craig đóng luôn thì nhưng mà nó vẫn là một thương hiệu thành công. Và năm nay nó lại sắp ra phần phim thứ 25. Và trong trailer của cái phần No Time To Die này thì có thể thấy là do đây là phần phim cuối của Daniel Craig đóng, cho nên là nhà sản xuất cũng đã phải tính đường để phát triển tiếp cái series này như thế nào. Em không biết là có phải họ đã muốn chuyển hẳn sang một cái hướng đi khác hay không. Tại em thấy là có giới thiệu nhân vật mới do Lashana Lynch đóng. Thì cái cô này tự xưng mình là người của chương trình Điệp Viên. Thì nếu mà đối chiếu với những cái xu hướng của điện ảnh hiện đại thì mọi người đang dịch chuyển về phần nữ quyền, thì có thể là các nhà sản xuất đang muốn tạo ra một điệp viên 00 mà là nữ chứ không phải là nam. Cái này thì mình cũng chưa biết như thế nào, mặc dù á phong trào là nữ quyền thật, nhưng mà đa phần những cái bộ phim hành động kiểu này á, nếu mà nữ đóng chính thì doanh thu không có thể cao bằng là nam đóng chính. Yeah. Cho nên là chắc chắn đó cũng là một cái yếu tố bài rất toán là đau đầu. Với lại James Bond á, đó là một cái biểu tượng của nước Anh rồi. Yeah. Một điệp viên, cái phong thái như thế nào, sở thích như thế nào, tính tình như thế nào, rồi cái cách hoạt động ngầm ra sao, thì nó đã là một cái concept thống nhất từ xưa đến giờ. Nếu như mà thay á, thì nó phải là một cái gì đó. Nhưng mà còn ở Việt Nam á, riêng cái loạt này thì khi mà chiếu rạp thì cũng rất là ăn, bởi vì như Thọ nói lúc nãy á, Daniel Craig là một James Bond mới. Thì khi mà ông mà được mời vào đóng vai James Bond là đã có một cái sự tranh cãi rất là nảy lửa, tại sao mà James Bond mà tóc vàng. Đó thì rất là nhiều người tẩy chay, nhưng mà không ngờ là cái bộ phim nó ăn. Thì Kim Thanh xem á, Kim Thanh hiểu nó ăn là vì á, là từ những cái phim của Daniel Craig á, những cái yếu tố mà hành động á, nó mang tính người hơn rất là nhiều.
mình xem mình cảm giác là có cái sự hồi hộp. Còn trong khi trước đó thì lợi dụng những cái mà về kỹ xảo hoặc là đưa cái hình tượng James Bond giống như là quá phi thường á. Thành ra xem là nó mất đi cái yếu tố bất ngờ. Thì từ cái hồi Daniel Craig cũng đã xây dựng lại được cái điều đó, và nó tạo một cái thói quen cho khán giả toàn cầu, trong đó có Việt Nam, và lý do là nó ăn. Nói chung là em thấy là một cái quyết định lúc đó mình nghĩ có thể là nguy hiểm, thật ra lại rất là thông minh khi mà họ dùng cái cách hiện đại để mà tiếp cận với lứa khán giả hiện đại, để mà tiếp tục tạo ra một cái thế hệ khán giả mới yêu thích cái nhân vật này.